Có rất là nhiều anh em đang chơi Apple 4, chơi F7i và cần cho mình một chiếc tay cầm xịn nhất để thi đấu như những vận động viên chuyên nghiệp. Ngày hôm nay Shop sẽ làm một cái video cũng tương đối đu đủ một chút về những cái mẫu tay cầm mà được các vận động viên sử dụng nhiều nhất hiện nay trong những cái giải đấu của F7i nha. Ở đây thì mình đang có trên tay là những cái mẫu tay cầm mà cao cấp nhất, xịn sò nhất và anh em dùng cực kỳ nhiều. Đầu tiên sẽ là Xbox Series X, thứ hai sẽ là tay cầm của PS5 và thứ ba sẽ là tay cầm của PS4 các bạn nhé. Đây là ba cái mẫu tay cầm mà mình đánh giá có số lượng người mua nhiều nhất, cái chất lượng và cũng như là độ ngon là thuộc hàm top đầu hiện nay. Để nói đầu tiên thì chắc là hai mẫu tay cầm của nhà Sony đi. Chúng ta sẽ có PS4 và PS5. Thì PS5 sẽ là đời mới của PS4. Với form dáng thì ở đây mình đang có một chiếc tay cầm PS5 và ở dưới là một chiếc tay cầm của PS4. Thì anh em có thể nhìn thấy ngay là PS5 có phần ở đó to hơn một chút, bự hơn một chút, béo hơn một chút. Và nếu như mà anh em có một cái form tay nhỏ gọn thì vẫn rất là nhiều anh em thích sử dụng con tay cầm PS4. Và bây giờ thì PS4 vẫn có những cái mẫu mới đét bảo hành 12 tháng tại Sony Việt Nam như kiểu như thế này anh em nhé. PS4 bản mới bảo hành 12 tháng tại Sony nó đâu đó sẽ tầm khoảng 1.3 triệu gì đó. Và PS5 thì nó sẽ có một bản nhập và một bản Việt. Bản Sony Việt thì đâu đó khoảng 1.7-1.8 triệu và bản nhập thì khoảng 1.5 triệu thôi. Mức chênh lệch đâu đó tầm khoảng 200-300 so với hai chiếc tay cầm này. Thì thường thì anh em với cái form thiết kế rất là hiện đại của PS5 thì anh em vẫn thích rất là nhiều với mẫu tay cầm này. Với PS5 thì khi mà anh em sử dụng trên PC laptop ấy để mà tối ưu nhất thì anh em sẽ thường cài thêm một cái app hỗ trợ là DualSense X. Còn với PS4 thì với một số máy các bạn sẽ phải cài thêm là Dev 4 Windows để có thể chơi một cách mượt mà nhất nha. Cả hai nó sẽ không tối ưu như tay cầm của Xbox. Thường thì những cái tay cầm của Xbox ấy, thì anh em sẽ cắm vào là sẽ sử dụng được ngay, không cần phải cài bất kỳ một cái app hỗ trợ nào. Vì Xbox là của Microsoft và Microsoft nó sẽ có những cái tựa Win 10, Win 11 ấy, nên là cái tính tương thích nó rất là cao. Còn những cái mẫu này thì anh em sẽ phải cài thêm để giả lập như một chiếc tay cầm của Xbox. Nhưng dù sao thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Tất cả những cái video hướng dẫn kết nối PS4 và PS5 thì Shop tay cầm đều đã có những cái video rất là chi tiết để hướng dẫn cho anh em rồi. DualSense X, Dev 4 Windows thôi, nó cũng rất là đơn giản. Cái cổng kết nối con PS5 này, cổng Type-C rất hiện đại nhé. Anh em chơi PS5 thì có thể chơi được cả dây và không dây. Dây thì anh em cắm vào cái tay cầm và một đầu cắm vào PC laptop. Còn chơi không dây thì anh em sẽ chơi qua Bluetooth. Và PS4 thì cũng như vậy thôi. PS4 thì nó sẽ có một cái dây cáp anh em cắm ở đây. Đây là dây cáp cổng micro USB thì nó là cổng cũ trước đó. Còn PS5 với Series X thì là cổng Type-C, nó gọi là hiện đại hơn một chút. PS4 cũng chơi được không dây nhé. Các bạn sẽ chơi không dây qua Bluetooth. Đó, đó là về hai tay cầm của Sony. Và ở cái thời điểm đầu năm mới này thì cái số lượng anh em đặt mua PS4 và PS5 rất là nhiều, đặc biệt là PS5. Đây là cái tình trạng shop cũng đang cháy hàng vào thời điểm hiện tại, nên là anh em nào đặt hàng thì có thể đặt sớm nhé. PS5 và PS4 thì đó là những cái tay cầm rất là bền vì hàng của Sony nó rất là nổi tiếng về độ bền bỉ. Còn về cần kiếp thì thậm chí là cái tay cầm nào nó cũng sẽ phải thay theo thời gian thôi, nên cái vấn đề đấy thì anh em không phải lo. Nhưng về độ bền bỉ và những cái lỗi vặt thì PS4 chính hãng và PS5 chính hãng rất ít khi chúng ta cần phải bảo hành những cái lỗi đó. Còn ở đây thì Xbox Series X thì nó cũng có rất là nhiều những bảng màu và hiện tại shop có hơn chục bảng màu để anh em lựa chọn. Và thực ra thì với một người lựa chọn một chiếc tay cầm thì có người lại rất là thích form của Xbox, nhưng có người thì lại rất thích form của PS. Nó sẽ chia thành hai trường phái với nhau, như kiểu điện thoại thì anh em thích dùng iOS, có người thích dùng Android vậy. Nên là tùy vào gu của từng người, có người thì rất thích PS, có người rất là thích Xbox. Nói chung thì cả hai anh em mà làm quen thì cũng rất dễ làm quen thôi. Cảm giác bấm của những cái tay cầm chính hãng này rất là mềm mại, rất là êm ái các bạn nhé. Giá của Xbox thì nó cũng hiện tại nó sẽ là tốt hơn so với tay cầm của PS5. Xbox thường sẽ là những phiên bản nhập khẩu và hiện tại thì Xbox nó không có như kiểu Sony Việt Nam, sẽ không có Xbox Việt Nam nên là sẽ bảo hành thường sẽ được bảo hành tại các cái shop mà phân phối thôi. Giá loanh quanh sẽ tầm khoảng tầm 1.2 triệu mới cứng các bạn nhé. Giá rất là tốt so với PS5, nó sẽ tốt hơn tầm khoảng 200-300k, nên là anh em nào cần một mức giá tốt hơn với hai chiếc tay cầm này vào thời điểm hiện tại thì có thể lựa chọn Xbox. Về khoản kết nối thì Xbox Series X cũng là một trong những tay cầm kết nối rất là tiện, cắm vào là anh em sẽ sử dụng được ngay thôi. Có thể anh em chơi có dây nhé, có dây thì cũng là cổng Type-C rất là hiện đại. Và ngoài ra thì với Xbox Series X thì anh em sẽ chơi được không dây. Nó sẽ chơi được không dây bằng hai hình thức, một là không dây qua Bluetooth và hai là anh em sẽ không dây qua adapter wireless nhé. Nó có một adapter chuyên dụng nữa nên là kết nối rất là sướng và tốc độ gần như không có sự delay. Và đó là những cái tư vấn rất là nhanh thôi về những cái chiếc tay cầm mà shop đánh giá ngon nhất hiện nay để anh em có thể neo rank để try hard PS4, PS5, Xbox Series X, ba mẫu tay cầm luôn là
những cái lựa chọn mà mình ưu tiên hàng đầu để anh em đặt hàng nhé. Thì tất cả đều đang sẵn hàng tại Shop Tay Cầm. Xbox Series giá đâu đó tầm khoảng 1.2-1.3 gì đó mới dead full box. PS 4 bản hãng bảo hành 12 tháng tại Sony Việt tầm khoảng 1.3 và PS 5 bản hãng tầm khoảng 1.7-1.8 và bản nhập thì khoảng 1.5. Nói chung thì bây giờ cũng rất là khan hàng và sau Tết thì Shop Tay Cầm luôn trong những tình trạng cháy hàng luôn. Thì vào thời điểm này anh em nào muốn đặt mua cho mình những chiếc tay cầm tốt nhất, ưng ý nhất để về quẩy F7, quẩy những cái tựa game trên PC và laptop thì có thể lựa chọn tại Shop Tay Cầm nhé. Anh em có những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì thì có thể inbox comment để lại cho Shop Tay Cầm để giải đáp cho anh em nhé. Rất cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Shop Tay Cầm nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đến từ Shop Tay Cầm nha. Bye bye.